Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Ngày hôm nay mình muốn trả lời một vài câu hỏi của một vài bạn vừa mới xem channel của mình. Hầu hết các bạn này á thì là có thu nhập rất là tốt. Và mình nghĩ mấy bạn mà hỏi mình những mấy cái câu hỏi này á thì có vẻ như toàn là làm chủ tiệm nail cả. Cho nên thu nhập rất là cao. Và đã sang Mỹ được 10-15 năm rồi. Làm chủ tiệm nail cũng 10-15 năm rồi. Và thu nhập thì khá cao. Mà không biết gì về đầu tư chứng khoán Mỹ cả, cho nên là trong 10-15 năm vừa rồi á là không hề đầu tư gì cả, chỉ tiết kiệm tiền ở trong tài khoản ngân hàng hoặc là ở kệ sắt ở nhà mà thôi. Thì gần đây vừa mới xem channel của mình thì kiểu như là hơi bị bồi thật á, cho nên là khi xem channel của mình á thì thấy những cái video thì nói những cái câu chuyện về các cái quỹ đầu tư an toàn, còn một vài cái video khác thì đề cập đến những cái loại hình tài khoản đầu tư Roth IRA, SEP IRA, rồi IRA truyền thống, rồi 401k, rồi Health Saving Account, rồi Progress Account này nọ. Thì và một vài các cái video khác á, thì nói đến các cái loại hình công ty khác nhau, như là có khi thì nói Vanguard, có khi thì nói State Street, có khi á, thì là nói Fidelity, có khi thì nói Schwab, có khi thì nói Robinhood, có khi thì nói Invesco, có khi thì nói là VanEck, cho nên là hơi bị bồi thật. Nhưng mà 10 năm, 15 năm rồi không đầu tư, cho nên bây giờ thì cũng hơi vội vàng. Cho nên là việc những cái email cho mình dài ơi là dài luôn, là việc là coi như là muốn làm liền ngày mai, là sẽ nên mở tài khoản gì để đầu tư, mở tài khoản ở đâu, mở tài khoản theo thứ tự như thế nào, đầu tư bao nhiêu tiền là được, vân vân và vân vân. Mình nhận rất là nhiều các cái email rất là dài như vậy, và coi như là các bạn này cũng gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình nghĩ hầu hết các bạn thì đều đã vào cái chương trình hội viên kim cương cả rồi, cho nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy là có rất là nhiều người ở trong cộng đồng mình có những cái email như vậy, thì mình thấy là còn rất là nhiều người thu nhập cao, công việc rất là tốt, và rất là tiếc là tiết kiệm được nhiều tiền mà lại không biết cách đầu tư và đã lỡ mất 10-15 năm rồi. Cho nên bây giờ thì muốn tăng tốc và muốn đi nhanh hơn, muốn đầu tư nhiều hơn tất cả những người khác. Ví dụ những người khác á, thì thường là theo kế hoạch đầu tư khoảng 15-20 năm. Các bạn này thì chỉ muốn đầu tư 10 năm thôi là đã tích lũy được 1-2 triệu đồng rồi. Bởi vì các bạn có thu nhập rất là tốt, rất là lớn. Cho nên là các bạn rất là muốn tăng tốc để làm nhanh, để có thể đi kịp. Đặc biệt là hiện giờ á, là thị trường chứng khoán Mỹ đang rất là tốt. Cứ mỗi ngày mình cập nhật tình hình của thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cứ tăng từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, nó tăng từ record này đến cái record khác, cho nên làm cho các bạn càng vội vàng hơn nữa, làm cho các bạn càng càng muốn nhảy vào nhanh hơn, càng muốn tăng tốc nhanh hơn nữa. Cho nên là việc những cái email rất là hối hả và rất là dài, hỏi mình là bây giờ nên làm các bước như thế nào, thì mình thấy là khá nhiều cái email như vậy, cho nên là mình nói để mình phải trả lời, làm một cái video để trả lời và hướng dẫn cho các bạn. Không thôi á, thì là nếu mà bạn vội vàng á thì là làm không đúng và sau này lại rất là hối tiếc, cho nên mình không muốn cái chuyện đó xảy ra. Cái trước tiên á là bây giờ bạn đã thấy được cái điều mà bạn đã không làm được trong 10-15 năm qua. Bạn đã lỡ mất cái cơ hội 10-15 năm qua, thì cái cơ hội nó đã ra đi rồi, thì thời gian nó đi nó không bao giờ trở lại cả. Bạn còn nuối tiếc, bạn có cố cách nào á thì cái thời gian đó nó cũng không trở lại cả. Cho nên là bạn đừng có nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Đừng có nghĩ nếu mà trước đây mình qua mà mình đầu tư từ những năm đầu tiên, một tháng mình đầu tư 2.000 thì bây giờ mình đã được 1.800.000 rồi, hoặc là một tháng mình đầu tư 1.000 thì bây giờ mình được hơn 1.100.000 rồi, hoặc là cách đây 10 năm mà mình đã bắt đầu mình đầu tư một tháng 4.000 thì bây giờ mình đã được luôn gần 2.700.000, 2.500.000 rồi. Những cái đó nó không giúp được gì cả, cho nên các bạn đừng có suy nghĩ đến những cái chuyện đó nữa, nó đã qua rồi thì thôi. Bây giờ các bạn đã tìm thấy cái phương pháp này rồi và các bạn đã tin tưởng mình và tin tưởng cái hướng đầu tư an toàn và dài hạn này rồi, thì cái đó là cái chuyện rất là mừng. Thật sự là mình nghĩ là cái đó là cái bước quan trọng nhất. Các bạn phải tin và các bạn phải bị thuyết phục hoàn toàn. Đây là cái phương pháp đầu tư sẽ mang lại cho bạn những cái mức lợi nhuận tốt và sẽ giúp cho tiền tiết kiệm của bạn đẻ ra được nhiều tiền nhất theo một cách an toàn nhất, và để đến lúc bạn về hưu, lúc bạn 60, 65 tuổi thì bạn thật sự là có khoảng hơn 1 triệu, thậm chí là 2, 3 triệu. Các bạn hầu hết là những người làm chủ tiệm nail cho nên có thu nhập rất là cao. Mình thật sự là rất là thán phục các bạn dành dụm tiền và
cố gắng làm việc rất là cực khổ, tiệm nail thì mở 7 ngày một tuần, làm việc thì từ 10 giờ sáng tới 8 9 giờ tối, không còn nghỉ ngày nào cả, ngày nào cũng như ngày đó, cho nên các bạn kiếm được tiền là cái chuyện đương nhiên, và các bạn tiết kiệm được nhiều tiền là cái chuyện đương nhiên, là cái chuyện đó mình thích, rất là thán phục. Cho nên bây giờ các bạn đã thấy được cái chuyện này rồi, và các bạn muốn cam kết, muốn đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn và dài hạn, để các cái tiền tiết kiệm của bạn nó đẻ ra được nhiều tiền hơn, để trong 5, 10 năm nữa, 15 năm nữa thì các bạn sẽ có một cái cuộc sống hưu trí cực kỳ thoải mái và cực kỳ tốt đẹp. Mình nhận được rất là nhiều các cái email của các bạn cũng là làm nail, chủ tiệm nail 10 năm, 15 năm và làm việc cực khổ quá, cho nên là bây giờ là xuống sức, không còn sức làm như vậy nữa. Mua 2, 3 căn nhà cho thuê, mà nhà cho thuê thì nó lại rất là phức tạp, lại rất là mệt mỏi, rất là nhức đầu nữa. Cho nên là khi mà xem được cái channel của mình thì rất là mừng, bởi vì cứ nghĩ là trước đây làm tiệm nail kiếm được rất là nhiều tiền, tiết kiệm được rất là nhiều tiền, nhưng mà không biết đầu tư cả cái tiền đó như thế nào cả. Cứ đem tiền mặt về như vậy mà cứ giữ tiền mặt hoài thì cũng sợ, cho nên là không biết phải làm sao cho tiền nó đẻ ra nhiều tiền hơn, và chỉ có một cách duy nhất là cứ mua nhà cho thuê. Mà mua nhà cho thuê á, thì là nó lại nhiều việc hơn chứ không phải là ít việc hơn, bởi vì làm tiệm nail là đã rất là cực khổ, rất là nhiều chuyện xảy ra rồi, thờ như thế này, khách như thế kia, nhà mùa lạnh thì ra sao, mùa nóng thì ra sao, tiền nhà hư hỏng, trộm cắp đủ thứ rồi. Bây giờ mua thêm 2-3 căn nhà cho thuê nữa là nó còn nhiều chuyện hơn nữa. Cho nên là sau 5-7 năm như vậy là cảm thấy là rất là mệt mỏi và rất là bị stress. Cho nên khi mà xem được những cái video của mình và thấy được là có một cái cách đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ, thì cái tiền nhàn rỗi của bạn á, nó lại đẻ ra được nhiều tiền hơn nữa, và một cách rất là an toàn, mà một cách rất là nhàn nhã, không cần phải lo lắng gì cả, không cần phải làm thêm việc gì cả. Làm một ngày chỉ khoảng 15-20 phút, và chủ yếu là thêm kiến thức cho mình, chủ yếu là thêm tình hình, hiểu thêm về tình hình kinh tế, tình hình thị trường, tình hình đầu tư ở Mỹ này. Cho nên là rất là vui mừng, và từ từ là chuyển qua cái cách đó, bán các cái nhà cho thuê để bắt đầu đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ. Thì rất là nhiều bạn đang ở trong tình huống như vậy. Cho nên nếu mà các bạn vừa mới phát hiện channel của mình khoảng 1-2 tháng trở lại đây, và đang rất là muốn tăng tốc, muốn làm nhanh, muốn mở tất cả các loại tài khoản, thì cái video này dành cho các bạn, bởi vì các bạn cứ hỏi mình đó là bây giờ có rất là nhiều tài khoản như vậy nên mở tài khoản nào, vì sao phải mở những cái loại tài khoản đó, mở ở công ty nào, vì sao phải mở ở các cái công ty đó, nên đầu tư một số tiền là bao nhiêu tiền vào các cái tài khoản đó, vào các cái quỹ đầu tư như thế nào, vì sao lại đầu tư vào các cái quỹ đó, vì sao đầu tư những cái số tiền đó, sau này thì mình có được mức lợi nhuận ra làm sao, cái rủi ro lớn nhất trong cái việc đầu tư vào các cái tài khoản này và các cái công ty này và các cái quỹ này là cái rủi ro lớn nhất là gì. Rất nhiều các cái câu hỏi của các bạn đặt ra như vậy. Thì các bạn trước tiên á, là mình nói là thứ nhất là mình chúc mừng các bạn đã tìm được một cái phương pháp rất là tốt, và mình tin chắc với các bạn nếu mà các bạn trung thành và cố gắng tập trung rất là kỷ luật với mình để đi theo cái phương pháp đầu tư an toàn và dài hạn này. An toàn là cái quan trọng nhất, bởi vì đây là những cái tiền sau này mình về hưu mình phải cần cái số tiền này. Đến khi mình đến 55, 60, 65 tuổi mình nghỉ làm rồi á, thì đây là cái số tiền mình sống dựa vào đó cho đến hết cuối cuộc đời của mình. Cho nên cái yếu tố quan trọng an toàn là cái yếu tố quan trọng nhất, không có một cái yếu tố nào quan trọng bằng cái yếu tố an toàn. Mà khi bạn đã làm an toàn á, thì bạn phải làm cẩn thận, bạn phải làm từ từ, bạn thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện để bạn tự tin hơn. Bạn đã lỡ, bạn đã bỏ mất 10 năm, 15 năm rồi, bạn bỏ thêm một tháng nữa, thêm 2 tháng nữa, không mất bao nhiêu tiền cả, không bạn không có bạn bạn chưa có mất, bạn bạn không có bỏ đi cái cơ hội nào cả, thêm 1-2 tháng không có quan trọng, bạn đã lỡ 10 15 năm rồi mà, bây giờ thêm 1-2 tháng thì cũng đâu có thay đổi gì nhiều đâu. Cho nên là các bạn cứ từ từ. Bây giờ các bạn có được tìm được cái channel của mình và các bạn thấy được các cái phương pháp như thế này, và bây giờ các bạn rất là nóng lòng muốn làm theo liền, muốn tập trung làm liền, thì cái mình thật sự á, cái này mình nếu như em gái của mình, cháu gái của mình khi mà hỏi mình á, mình có rất là nhiều đứa cháu cũng qua đây làm nail, làm ở Florida, rồi làm ở Georgia ở gần Atlanta, rồi làm ở dưới Texas, rồi làm ở bên Seattle này nọ, hỏi thì mình nói cái đầu tiên và cái duy nhất là các bạn cứ để ra 1 tháng đầu tiên, các bạn 1 tháng, 2 tháng cứ hàng ngày nghe cái channel của mình, nghe các cái bài bình luận, các cái bài phân tích về chứng khoán Mỹ,
nghe các cái trường hợp mà những bạn khác hỏi mình phân tích, mình trả lời trên các cái video của mình, là cái đó là bạn cứ nghe dần, bởi vì cái này là nó là kiến thức mà bạn phải có kiến thức trước thì bạn mới tự tin được những cái chuyện này. Chứ cái này nó không phải là cái chuyện làm ngày hôm nay rồi rồi quên luôn. Không phải là mình ai chỉ cho mình làm cái này, chỉ cho mình đại đi để mình làm xong là mình xong, là mình xong mình không có làm gì nữa cả. Không, cái này là cái bạn sẽ làm liên tục từ đấy cho đến bạn nắm, bạn bạn khi nào bạn lú lẫn luôn, bạn không còn tính toán được nữa, bạn không còn nhớ các cái quỹ đầu tư, các cái tài khoản tiền bạc này nữa. Cho đến khi bạn về hưu rồi, bạn cũng phải quản lý cái các cái tài khoản đầu tư này của bạn, chứ bạn không có giao được cho ai được cả, bởi vì tiền của bạn mà. Cho nên là bạn phải quản lý và bạn phải từ điều từ quản lý cái chuyên mục đầu tư này của bạn. Cho nên cái kiến thức là cái quan trọng nhất. Các bạn phải có kiến thức trước, các bạn phải hiểu trước, các bạn mới thấy cái chuyện này đúng đắn trước rồi bạn mới đi theo. Chứ bạn đừng có đi theo là bởi vì nghe cho người này thấy, người này comment là từ mới theo cái channel này được 3 tháng à, mà bây giờ tài khoản đầu tư đã tăng 40% rồi, có người thì nói là tăng 30 mấy% rồi. Đừng nghe những cái câu như vậy, bởi vì là nó sẽ không đi đâu cả. Mà các bạn phải xây dựng một cái kiến thức tốt, một cái kiến thức nền tảng rất là vững, rất là chắc, để các bạn biết được á, là cái công chuyện đầu tư này là như thế nào, thị trường chứng khoán Mỹ nó hoạt động ra làm sao, các công ty ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, công ty nào là quan trọng nhất, công ty nào là không quan trọng, công ty nào là đang tăng trưởng, công ty nào là không tăng trưởng, các cái thế lực ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, các cái cách thức ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, các cái chiến lược đầu tư vào chứng khoán Mỹ là như thế nào, chiến lược nào là dài hạn, chiến lược nào là ngắn hạn, chiến lược nào là an toàn, chiến lược nào là không an toàn, vì sao cái này là an toàn, ai từ những ai nói cho mà nó an toàn, chẳng lẽ như là thằng thẳng này nó nói xong là tự nhiên là tin nó an toàn à? Mà nó phải dẫn chứng, nó phải phân tích, nó phải chứng minh, nó phải thuyết phục vì sao cái chuyện này được xem là an toàn. Thì các bạn phải hiểu hết tất cả, đến khi các bạn bị thuyết phục 100% rồi á, thì khi nào các bạn mới cảm thấy ồ như vậy là mình thấy là cái này là đúng, cái này là được. Khả năng mà mình mất tiền á là rất là thấp, hầu như là không có nếu như mà mình đi theo cái chiến lược này. Mà cái khả năng tiền của mình nó tăng được lợi nhuận rất là cao á, thì là rất là cao. Cho nên là mình sẽ đi theo cái chiến lược này, mình rất là tin nó rồi, thì bây giờ mình đi theo như vậy và mình rất là cam kết với cái chiến lược này. Và khi bạn đã hiểu rõ rồi á, cái này là một quá trình, mình đã đầu tư 12 năm ở thị trường chứng khoán Mỹ, mình sang đây mình học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở trường đại học Berkeley và UC Berkeley ở bên California, mình được học bổng toàn phần. Ở Việt Nam á, mình cũng làm việc cho tất cả các cái tập đoàn rất là lớn, mình làm việc cho tập đoàn Unilever, mình làm việc cho Mekong Capital là một cái quỹ đầu tư private equity, và bây giờ cái cái công ty quản lý đầu tư Mekong Capital đó là một trong những cái công ty lớn nhất ở bên một trong những cái quỹ đầu tư lớn nhất và có uy tín nhất ở bên Việt Nam. Mình làm việc cho Unilever ở Việt Nam, ở các nước ở trong châu Á, ở Việt Nam nữa. Mình được cái học bổng toàn phần qua đây, mình học MBA. Xong rồi mình học MBA thì mình lại học chuyên về tài chính, chuyên về quản lý công nghệ. Xong rồi mình ra trường mình lại đi làm cho các tập đoàn lớn như là tập đoàn HSBC. Mình làm từ bên Anh rồi mình làm qua bên Mỹ, rồi mình làm cho Colgate, rồi mình làm cả cái công ty về công nghệ thông tin. Mình làm cho cả cái công ty trong lĩnh vực tài chính, trong lĩnh vực bảo hiểm, trong lĩnh vực nhà đất, real estate, tiền trong lĩnh vực mortgages này nọ, thì mình làm rất là nhiều các cái công ty và mình có kiến thức, mình có bằng cấp đàng hoàng. Nhưng mà cái chuyện đầu tư này là cái chuyện mình học hỏi càng ngày. Đến từ trước đến giờ mình đầu tư 12 năm thì mình cũng học hỏi, mình cũng theo dõi, nhưng mà nó không có đủ nhiều. Gần đây khi mà mình bắt đầu làm cái công việc này full time rồi á, thì mình học hỏi còn nhiều hơn nữa. Bởi vì là mình có nhiều thời gian, mình đầu tư nhiều hơn, mình nghiên cứu chuyên sâu hơn, mình phân tích chuyên sâu hơn, mình có nhiều thời gian mình đọc các cái bài phân tích, các cái tài liệu và mình tìm hiểu những cái chuyện nó sâu sắc hơn. Cho nên đây là một cái quá trình mà các bạn phải tự học và tự hiểu và từ từ thấu hiểu cho những cái chủ đề này, và bạn phải cảm thấy những cái câu chuyện này là những cái câu chuyện hợp lý đối với bạn. Cho nên là mình nghĩ trong 1 2 tháng đầu tiên á, các bạn cứ bình tĩnh, cứ cố gắng theo cái channel của mình, học hỏi một ngày một ít, nghe một lúc thì các bạn sẽ thấy nó thấm. Bởi vì những cái này có nhiều bạn mới bắt đầu nghe thấy nó rất là mơ hồ, nó rất là mông lung,
nói công ty này, công ty nọ, công ty kia, chỉ số này, chỉ số nọ, chỉ số kia, nó lên là lên sao, nó xuống là xuống sao, vì sao nó đạt kỷ lục, vì sao cái S&P 500 mà ngày nào cũng nói vậy, nói không thể chán à, vì sao cái Nasdaq ngày nào cũng nói mà nói không thể chán à. Thì tất cả những cái kiến thức và những cái khái niệm đó có nhiều khi nó còn rất là mới và rất là ngoài lái đối với bạn. Bạn chưa có nắm vững được nó đâu, cho nên bạn phải nghe một thời gian thì bạn mới từ từ bạn thẩm và bạn thấy tất cả những cái yếu tố nó trở thành rất là đơn giản và rất là hợp lý. Và trong thời gian đó thì mình nghĩ bạn nên học cái khóa học của mình. Đây là mình làm một cái khóa học, mình đang làm một cái khóa học là đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Thật ra cái khóa học này là mình nói là cho những người mới bắt đầu, nhưng mà các bạn đã chơi chứng khoán Mỹ, đã chơi stock Mỹ một thời gian 4-5 năm rồi, mà các bạn chơi theo phong trào, chơi theo những cái chỉ điểm ABCD nào đó mà không có một cái nền tảng kiến thức rất là vững vàng thì các bạn sẽ rất là chông chênh. Các bạn cũng không biết cổ phiếu này vì sao mình mua nó, vì sao nó tăng và vì sao nó giảm. Nếu mà mình nghĩ nó tăng là những cái lý do chính là vì sao nó tăng, nếu mà nó giảm á là bởi vì những cái nguyên nhân gì mà gây cho nó giảm, cái việc nó giảm như vậy là ngắn hạn hay là dài hạn, bởi vì các cái nguyên nhân mà làm cho nó giảm á nó sẽ giúp cho mình hiểu được là cái việc giảm đó là ngắn hạn hay là dài hạn, hoặc là cái nguyên nhân mà làm cho chứng khoán nó tăng á thì mình sẽ giúp cho mình hiểu là cái việc mà tăng giá này là tăng dài hạn hay là tăng ngắn hạn. Cho nên là nó có rất là nhiều các cái yếu tố như vậy. Thì các bạn phải cố gắng học để xây dựng cái nền tảng của mình trước, mình phải hiểu nó cái đã. Mình phải rất là tìm hiểu, rất là thấu đáo nó thì mình mới cảm thấy tự tin với là cái chuyện đó. Cho nên là các bạn nên theo học cái khóa học này của mình. Khóa học này là đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Và trong cái playlist này á, nếu mà các bạn muốn tìm cái playlist này thì các bạn vào cái trang chủ của channel của mình. Các bạn vào cái trang chủ, trong cái trang chủ này các bạn click vào cái gọi là playlist. Và trong cái playlist này thì mình đang có cái playlist đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho người mới bắt đầu. Thì trong này mình chọn lọc rất là nhiều các cái video, thì có nhiều cái video á là nó kiểu như là bạn có thể xem được mà bạn không cần trở thành hội viên, nhưng mà có rất là nhiều các cái video thì bạn, các cái bài học á thì bạn phải trở thành hội viên bạn mới xem được những cái video này. Bạn phải trở thành hội viên trước và bạn phải trở thành hội viên kim cương thì bạn mới theo các cái bài học này. Và các cái bài học này thì mình đánh thứ tự cho bạn để dễ tìm, ví dụ đây là bài 1, đây là bài 2, đây là bài 3, đây là bài 4, đây là bài 4, đây là bài 5, đây là bài 6. Ngày hôm nay là ngày mình vừa mới làm cái bài học thứ 6 này. Thì các bài học này nó rất là chi tiết và nó rất là nền tảng để giúp các bạn hiểu rõ cái cách vận hành của thị trường chứng khoán Mỹ, những cái yếu tố, những cái chỉ số, những cái tên tuổi, các cái công ty, chức năng phân hành của họ là làm cái gì, vì sao Vanguard là như vậy, mà vì sao là Goldman Sachs là như thế này, vì sao là Fidelity là như thế này, mà Robinhood là như thế kia. Bạn phải hiểu được nó cái đã, thì khi đó bạn mới chọn là bây giờ mình chọn cái quỹ của Vanguard chứ mình không chọn cái quỹ của Fidelity, hoặc là mình chọn mình mở cổ phiếu, mình mở tài khoản ở đây chứ mình không mở ở bên kia. Thì những cái đó bạn phải hiểu rõ nó cái đã chứ. Thì khi nào bạn mới cả anh như vậy thì nói như thế thì mình nên chọn các cái quỹ của Vanguard là hợp lý, hoặc là trong trường hợp này thì mình nên mở cái tài khoản với Fidelity là hợp lý chứ mình đừng có mở với là Robinhood. Thì bạn phải hiểu rõ hết tất cả các cái chuyện đó. Thì cái khóa học này nó rất là cơ bản, ví dụ cái bài đầu tiên thì mình nói cái bài này là bài cơ bản nhất, mình giải thích cho bạn 5 lý do chính bạn phải đầu tư vào chứng khoán Mỹ là bài đầu tiên. Bài thứ hai là mình hướng dẫn cho bạn có đến 7 loại tài khoản đầu tư ở Mỹ, loại tài khoản nào là tốt nhất cho bạn khi mà bạn muốn đầu tư an toàn và bạn muốn đầu tư lâu dài. Bởi vì sẽ có những cái loại tài khoản nó tốt hơn cho bạn nếu bạn bạn chỉ muốn chơi ngắn hạn và bạn muốn kiếm tiền lời ngày hôm nay mua ngày sau bán, thì có những cái loại tài khoản đó nó sẽ khác. Còn những cái loại tài khoản mà bạn muốn đầu tư lâu dài và an toàn là yếu tố quan trọng nhất thì bạn nên chọn các cái loại tài khoản nào. Đó là bài thứ hai. Bài thứ ba thì có rất nhiều các cái công ty môi giới như là Robinhood, như là Vanguard, như là Fidelity. Các công ty này nó khác nhau như thế nào, công ty nào thì tốt nếu mà bạn muốn đầu tư an toàn và dài hạn, công ty nào thì xấu nếu như mà bạn muốn chơi day trading hoặc là muốn chơi các cái trò chơi mạo hiểm ở trên thị trường chứng khoán rất là dễ mất tiền và rất là dễ phá sản, thì là những cái loại công ty này nó khác nhau làm sao. Và
Trong cái bài này mình cũng giải thích luôn là những cái công ty quản lý quỹ, khi mà mình nói đến là quỹ này của Vanguard, quỹ kia của Schwab, quỹ nọ của State Street, quỹ kia của VanEck, quỹ kia của Invesco, thì cả cái công ty quản lý quỹ đó nó hoạt động ra làm sao, nó khác với cả cái công ty môi giới là như thế nào, và vì sao mình nên chọn cả cái quỹ của Vanguard hoặc là Fidelity mà mình không nên chọn cả cái quỹ của cả cái công ty khác như là Invesco hoặc là công ty gì đó nữa. Thì ở đây là cái mình giải thích tất cả các cái yếu tố cực kỳ kỳ để cho các bạn từ từ, các bạn học và các bạn suy ngẫm và các bạn thẩm từ từ ở trong người á, để khi mà các bạn hiểu rõ các cái yếu tố này rồi thì khi đó bạn đã có một cái nền tảng kiến thức và một cái nền tảng thông tin nó rất là bền vững. Các bạn nghe là các bạn sẽ hiểu được, à nó nói về cái chuyện này, à nó nói về cái chuyện kia, bởi vì bạn có cái kiến thức nền tảng rồi thì tất cả những cái gì bạn nghe được á, nó sẽ rất là intuitive, nó sẽ rất là nó thấm vào người bạn liền. Còn bây giờ mà khi bạn nghe những cái video mà mình làm để cập nhật hàng ngày á, có nhiều khi mình nói thì bạn nghe bạn hiểu, có nhiều khi mình nói những cái đoạn bạn thấy nó mơ hồ, bạn không biết nó đang nói về cái gì cả. Thì bởi vì bạn chưa có cái lượng kiến thức nền tảng này, cho nên là nó chưa thấm vào, để những cái đoạn á mà nó cần cả cái kiến thức nền tảng này thì bạn chưa có thấm vào được. Đến bài thứ tư thì mình lại giới thiệu các cái sàn chứng khoán ở Mỹ. Ví dụ ở Mỹ nó có hai sàn chứng khoán, New York Stock Exchange và Nasdaq. Hai sàn này nó khác nhau như thế nào? Vì sao có công ty thì niêm yết ở trên New York Stock Exchange mà có công ty thì lại niêm yết ở trên Nasdaq? Rồi các chỉ số chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, rồi vì sao các cái chỉ số chính này người ta lại tạo ra các cái quỹ an toàn khác từ các cái chỉ số chính này? Tất cả các cái yếu tố đó bạn phải hiểu. Ví dụ khi mình nói là mình muốn đầu tư vào VOO thì VOO là cái quỹ mà nó lại tạo ra từ cái quỹ chỉ số S&P 500. Thì vì sao như vậy? Công ty nào á là tạo ra cái chỉ số và công ty nào á thì tạo ra cái quỹ, nó có liên quan như thế nào với nhau? Thì tất cả những cái bài học đó nó rất là cơ bản, cho nên bạn sẽ hiểu rõ vấn đề một cách rất là sâu sắc. Và đến cái bài thứ năm thì là đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn nghĩa là gì? Vậy cái bài này thì mình đã thảo luận kỹ là vì sao nó có rất là nhiều cái cách chơi chứng khoán Mỹ, cái cách chơi stock Mỹ. Nhờ có những cách thì nó rất là mạo hiểm nhưng mà cũng dễ kiếm được nhiều tiền và cũng dễ phá sản. Có những cái cách chơi thì rất là phức tạp mà nghe thì không ai hiểu cả, mà người ta vẫn cứ lao đầu vào người ta chơi bởi vì người ta nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền. Rồi sao có những cách chơi nó rất là an toàn và nó rất là đơn giản, thì cái cách chơi nào nó được gọi là an toàn nhất và vì sao nó mới xem là an toàn. Và khi mà đầu tư theo cái cách an toàn như vậy á thì là nó có lợi thế là nó an toàn, thì nó cũng có những cái điểm hại của nó, những cái điểm mà nó không có tốt là những cái điểm nào. Để mình đầu tư thì mình phải biết à, mình muốn đầu tư theo cái yếu tố này là an, cái chiến lược này là an toàn, bởi vì đối với mình an toàn là quan trọng nhất. Nhưng mà mình cũng phải thấy những cái yếu điểm của cái chiến lược an toàn này để mình thấy có thể là mình có chịu được các cái điểm khác biệt như vậy hay là không. Để mình biết à, mình muốn an toàn nhưng mà nếu mà mình đi theo an toàn thì nó sẽ có cái bất lợi 1, 2, 3 gì đó, và đối với mình ba cái bất lợi đó là không sao cả, cho nên mình vẫn muốn đi theo cái chiến lược an toàn. Và đến khi mà nó đụng đến những cái bất lợi đó thì mình biết à, cái này là mình chấp nhận nó là một cái bất lợi nhưng mà mình đã chọn đi theo cái chiến lược an toàn này rồi, bởi vì cái an toàn là cái quan trọng nhất cho mình hiện giờ. Và trong cái bài này thì mình phân tích rất là rõ ba yếu tố, ba cái yếu tố cơ bản nhất để mà có được một cái khoản đầu tư an toàn, thì mình cũng phân tích rõ. Ngày hôm nay á, là cái bài thứ sáu, là cái bài rất là quan trọng mà nhiều bạn gần đây rất là hỏi mình, có 7 loại tài khoản đầu tư ở Mỹ là, thì bây giờ đối với những người mới bắt đầu đầu tư á, thì nên mở những cái tài khoản nào? Thì cái bài ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là mật bạn chỉ nên mở 3 loại tài khoản đầu tư để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ một cách an toàn nhất. Vậy thì ba cái tài khoản này là ba tài khoản gì nên mở ở các cái công ty này nào? Và trong cái video này thì mình làm từng bước, đối với cái công ty đầu tiên thì bạn mở ba cái tài khoản này, bạn sẽ vào cái website của nó như thế nào, trên cái trang tiếp theo bạn sẽ chọn cái nút nào, bạn vì sao nó có bốn cái sự lựa chọn mà bạn lại lựa chọn cái đầu tiên, vì sao đến cái thứ hai thì có hai sự lựa chọn mà bạn sẽ lựa chọn cái thứ hai. Thì bạn không biết tiếng Anh cũng không sao cả, bởi vì mình giải thích cho bạn từng bước một, từng cái màn hình một, mình dịch cho các bạn để mình giải thích hết tất cả trên trên cái màn hình đó nó nói những cái gì và bạn nên chọn cái nào A B C L D và đi từng bước như thế nào. Thì mình làm cái này nó rất là cẩn thận, cho nên bạn thấy cái video này nó đến 53 phút là bởi vì cái công ty đầu tiên mình mở ba tài khoản từng bước một, từng bước một để các bạn có thể làm theo.
Công ty thứ hai mình cũng mở từng bước một, bởi vì các cái công ty này cái cách mở tài khoản nó lại hơi khác nhau một chút, cho nên là các cái màn hình của nó cũng khác nhau, cho nên mình phải giải thích, mình phải dịch các cái màn hình đó để các bạn có thể làm theo một cách tốt đẹp nhất. Cái cách thứ công ty thứ ba mình cũng làm lại như vậy, để các bạn muốn chọn công ty nào cũng có thể được cả, và bạn mở tài khoản định nào cũng có thể được cả. Và ba cái tài khoản này là ba cái tài khoản tốt nhất cho tất cả những người đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Thì mình hướng dẫn hết và mình chỉ hết cho các bạn cả ba cái công ty đó và ba loại tài khoản đó các bạn mở từng bước như thế nào. Cho nên á, là các bạn phải nghĩ á, là cái chuyện mà các bạn đầu tư vào chứng khoán Mỹ lâu dài này á, an toàn và lâu dài này, cho dù bây giờ bạn là 60 tuổi đi nữa thì cái việc đầu tư này bạn cũng phải làm đến 20 năm nữa. Bạn cũng phải làm đến năm bạn 80 tuổi, đến năm bạn 80 tuổi rồi thì bạn bắt đầu quên trước quên sau, rồi bạn bắt đầu vùng về về máy tính này nọ rồi, thì bạn có thể nhờ con bạn quản lý các cái tài khoản đầu tư đó. Chứ còn nếu mà bạn 60 tuổi bạn bắt đầu thì bạn vẫn phải quản lý cái tài khoản đầu tư đó, và bạn vẫn phải đặt lệnh mua cổ phiếu, đặt lệnh bán cổ phiếu vào những lúc nó thích hợp, cho nên bạn cũng phải tự làm hết à. Thì để mà tự làm được tất cả những cái này á, bạn phải có cái kiến thức và bạn phải hiểu cái câu chuyện này để bạn có thể tự tự tin và lạc quan để đi theo cái con đường này, bởi vì cái con đường này nó sẽ đi lâu dài, chứ nó không phải mình không chỉ cho bạn đầu tư ngày hôm nay ngày mai bạn có tiền lời, hoặc là bạn đầu tư ngày hôm nay năm sau bạn sẽ có tiền lời. Mặc dù rất là nhiều người trong channel của mình chia sẻ, ngay cả mình cũng chia sẻ, từ đầu năm đến giờ thì tài khoản đầu tư của mình đã tăng hơn 30%, nhưng mà mình đâu có bán kiếm lời đó, bởi vì 30% đó thì rất là tốt, nhưng mà mình muốn á, là từ đây cho đến năm mình 60 tuổi á, cái tài khoản của mình nó sẽ nhân 20 lần, nó nhân 10 lần lên, chứ nó không phải là mình không còn muốn nó tăng 30%. Từ đầu năm đến giờ nó tăng 30% thì rất là tốt, nhưng mà mình biết sang năm nữa sẽ có những tháng nó xuống, nó rớt xuống. Nhưng mà đến cuối cùng rồi, lúc mà mình 60 tuổi á, thì cái tài khoản này nó sẽ thành 10 lần, sẽ thành 20 lần. Thì lúc đó mình sẽ có một cái cuộc sống hưu trí rất là thoải mái. Và ngay cả sau khi mình đã nghỉ hưu rồi, ví dụ năm 60 tuổi mình nghỉ hưu rồi, thì cái việc đầu tư này nó vẫn tiếp tục, chứ nó đâu có ngưng đâu. Ví dụ ngay đó, khi đó mà mình có 5 triệu trong tài khoản của mình rồi, mình 60 tuổi mình muốn nghỉ hưu và mình đã có 5 triệu rồi, thì thôi, mình nghỉ hưu, mình rút 5 triệu đó ra, tháng mình rút 100 ngàn. Nếu mà một tháng mình rút 100 ngàn, 10 tháng mình rút 1 triệu, 10 năm mình rút 10 triệu, là mình chỉ rút năm một tháng mình rút 100 ngàn, một năm á, là mình rút cho 1 triệu đi, một năm mình rút 1 triệu, à nào một năm mình rút 100 ngàn, 10 năm á, là mình rút 10 triệu, 1 triệu, 50 năm á, là mình rút 5 triệu. Thì nếu mà mình có 5 triệu mà mình một tháng mình chỉ rút một năm mình chỉ rút 100 ngàn thôi, thì mình rút được 50 năm là nó sẽ hết. Nhưng mà nếu mình có 5 triệu mà một năm mình muốn xài 500 ngàn, thì là mình chỉ xài được có 10 năm thôi, là mình hết 5 triệu rồi. Sau đó đến năm mình 70 tuổi là mình đâu còn tiền nữa đâu. Thì đến năm mình 60 tuổi, nếu mà cái tài khoản hưu trí của mình đã có 5 triệu rồi thì rất là tốt rồi. Nhưng mà khi đó mình quyết định nghỉ hưu thì cái tài mình vẫn tiếp tục đầu tư, bởi vì cái tiền lớn như vậy mình phải tiếp tục đầu tư tiếp chứ, để nó cho mình lợi nhuận nhiều hơn chứ. Mình nghỉ làm rồi nhưng mà cái tiền của mình thì nó vẫn phải làm việc, chứ cái tiền của mình đâu có nghỉ được đâu. Cho nên đây là cái yếu tố rất là quan trọng, cái tiền của bạn nó luôn luôn phải làm việc cho bạn, cho dù bạn có nghỉ hưu đi nữa, bạn có nghỉ làm, bạn mà càng nghỉ làm thì tiền của bạn nó phải càng làm việc nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà bạn còn đi làm á, thì cái tiền của bạn bắt nó phải làm việc, phải phải đẻ ra được nhiều tiền cho bạn rồi, là tốt rồi. Nhưng mà lúc đó là bạn vẫn có cái thu nhập từ công việc của bạn, cho nên là cái áp lực nó cũng nhẹ hơn. Nhưng mà đến khi bạn đã nghỉ làm rồi, thì tiền của bạn nó phải làm việc cực lực hơn, nó phải đẻ ra được nhiều tiền hơn nữa, bởi vì cái nguồn thu nhập từ công việc của bạn là hết rồi. Cho nên bây giờ bạn phụ thuộc vào cái tiền của bạn có đó thôi. Cho nên đến năm bạn đã nghỉ hưu rồi, thì bạn vẫn phải tiếp tục cái câu chuyện đầu tư này, bạn vẫn tiếp tục quản lý cái danh mục đầu tư này, và bạn phải tiếp tục làm cho cái danh mục đầu tư, làm cho cái tài khoản đầu tư của bạn đẻ ra được nhiều tiền hơn, theo một cái cách an toàn hơn, theo một cái cách ít rủi ro hơn. Còn bây giờ bạn lúc bạn vẫn đi làm á, là bạn vẫn có cái nguồn thu nhập từ công việc của bạn, thì cái chiến lược đầu tư của bạn có nhiều khi là nó nhiều rủi ro hơn, bởi vì trong 10 năm tới bạn sẽ chưa cần đến cái số tiền này. Nhưng mà đến khi bạn đã nghỉ hưu á, là bạn đã phải cần đến cái số tiền này hàng tháng hàng năm để bạn ăn tiêu á, thì cái chiến lược của bạn lúc đó nó phải tốt hơn, nó phải chắc chắn hơn, nó phải kỹ hơn, nó phải an toàn hơn, thì lúc đó bạn lại thay đổi cái danh mục đầu tư của bạn một chút.
để cho cái chiến lược đó nó kỹ hơn và nó an toàn và nó chắc chắn hơn. Thì bạn thấy cái câu chuyện mà đầu tư này á, là bạn cứ làm liên tục từ đấy cho đến là lúc mà bạn cảm thấy là quên trước quên sau và không có thành thạo máy tính đồ nữa thôi. Cho nên á, là cái kiến thức nền tảng đó là cái quan trọng nhất. Bạn đã có cái kiến thức nền tảng đó rồi, bạn đã thấu hiểu các cái yếu tố này rồi á, thì từ đó bạn phát triển lên rất là nhanh. Bởi vì bạn đã có cái kiến thức nền tảng rồi thì bạn từ đó bạn đi lên rất là nhanh. Nếu mà bạn không có cái kiến thức nền tảng á thì bạn càng học các cái lớp advanced, nghe những cái câu chuyện rất là cao cấp thì nó nghe tai này ra tai khác, bởi vì cái nền tảng bạn không có. Cho nên là bạn cảm thấy nó rất là chông chênh và bạn cảm thấy không có thấu hiểu một cách thấu đáo các cái câu chuyện đầu tư, các cái trào lưu thị trường này. Cho nên bạn sẽ không cảm thấy tự tin. Mà khi bạn đã không cảm thấy tự tin rồi á, thì nó giống như là đánh bài xì lạc vậy thôi, may rủi vậy thôi, chứ còn không có cái chiến lược gì cả, cũng không có một cái sự đảm bảo an toàn nào cả. Cho nên á, là mình biết mình nhận được rất là nhiều các cái email của các bạn và các bạn đang cảm thấy rất là chậm và rất là muốn tăng tốc, rất là muốn làm liền, làm ngay để có được những cái mức lợi nhuận đang rất là tốt ở trên thị trường. Nhưng mà mình nghĩ á, các bạn đến bây giờ các bạn đã lỡ 10 năm, bạn đã lỡ 15 năm rồi. Cho dù các bạn có lỡ thêm 6 tháng thì nó không thay đổi tình hình cái gì cả. Và cái bây giờ mà các bạn nên quan tâm nhiều nhất là làm sao để các bạn có một cái kiến thức rất là vững, rất là chắc chắn. Bạn hiểu thấu đáo cái câu chuyện đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn này. Và bạn hoàn toàn tin vào cái câu chuyện này. Và từ đó bạn bắt đầu xây dựng kiến thức của bạn để bạn thấu hiểu cái chuyện này. Và bạn bắt đầu tự làm được cái chuyện này. Cho nên bởi vì cái chuyện này bạn sẽ tự làm trong một cái khoảng thời gian khá dài. Chứ nó không phải là bạn làm năm nay, sang năm bạn không cần làm nữa. Năm nào bạn cũng phải liên tục đầu tư cả, tiền của bạn nó phải liên tục đẻ ra cho bạn nhiều tiền, cho nên năm nào bạn cũng phải liên tục đầu tư. Thì bạn nên xây dựng cái kiến thức trước, rồi từ từ để khi mà bạn thấm rồi, bạn thấy rất là thấm và rất là tự tin rồi, thì bạn bắt đầu làm và không có chậm đâu. Mình nói thật với bạn là bạn có trễ 1 tháng, trễ 2 tháng, trễ 6 tháng thì cũng không sao cả, bạn còn 10 năm nữa là bạn trễ 6 tháng đầu tiên. Nhưng mà trong 6 tháng đó bạn có một cái kiến thức rất là vững chắc, rất là đã ngon lành đàng hoàng, và bạn hiểu cả cái việc này, thì cái con đường đi tiếp 10 năm tới, 20 năm tới sau khi bạn nghỉ hưu nó sẽ rất là chắc chắn cho bạn. Cho nên là mình nhận được rất là nhiều các cái email của các bạn, và các bạn hỏi một cách rất là gấp gáp như vậy và cảm thấy là cần phải làm ngay như vậy. Thì mình muốn chia sẻ cái video này để cho các bạn thấu hiểu cái triết lý của cái việc đầu tư này. Và mình hy vọng là các bạn sẽ cố gắng để thời gian để học cái khóa học của mình, để hiểu được các cái yếu tố của cái việc đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn này một cách chắc chắn nhất, lạc quan nhất, tự tin nhất. Và khi mà các bạn hiểu được, các bạn thành thạo được các cái bước các bạn phải làm, thì mình nghĩ lúc đó các bạn sẽ rất là thành công. Và cái chuyện mà đạt đến 1-2 triệu trong tài khoản đầu tư của các bạn sau 10-15 năm sẽ là một cái chuyện rất là dễ dàng với cộng đồng của mình. Bởi vì mình tin là cộng đồng của mình là những người làm việc rất là cực khổ, kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà tiết kiệm cũng rất là tốt. Cho nên cái tiền nhàn rỗi của các bạn tiết kiệm được rất là nhiều. Và bây giờ mình rất là mong muốn được giúp các bạn làm cho cái tiền nhàn rỗi của bạn đẻ ra được nhiều tiền nhất, một cách an toàn nhất, bền vững nhất, và cho bạn cái lợi nhuận cao nhất bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này. Alright, hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc comment gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu mà bạn nào mà mới đầu tư hoặc là đã đầu tư lâu rồi mà chưa thấu hiểu tất cả các cái kiến thức này, thì hy vọng các bạn sẽ học cái khóa học này, tham dự cái chương trình hội viên kim cương với mình và xem được các cái video phân tích chuyên sâu của mình. Bởi vì khi mà các bạn càng học nhiều và các bạn càng hiểu nhiều á, thì những cái video khi mà mình phân tích chuyên sâu cho tình hình của các cổ phiếu nóng, các quỹ an toàn và các cái chiến lược, các cái trào lưu trên thị trường chứng khoán Mỹ á, các bạn sẽ rất là thích thú với những cái video phân tích chuyên sâu đó. Bởi vì là các bạn sẽ hiểu các cái cổ phiếu và các cái quỹ một cách rất là tường tận, rất là chi tiết. Các bạn hiểu đến một mức mà các bạn có thể giảng lại cho người khác, chỉ là cho con cháu bạn hoặc là cho bạn bè của bạn, thì lúc đó là các bạn hiểu nó một cách rất là thấu đáo. Và mình rất là mong muốn cả cộng đồng mình đều có được những cái kiến thức như vậy, bởi vì mình nghĩ có kiến thức thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và khi các bạn cảm bạn
cảm thấy tự tin hơn á, thì các bạn sẽ làm nó đúng hơn và các bạn đi đến đích sớm hơn. Và mình rất là mong muốn tất cả cộng đồng của mình, người nào nghỉ hưu là cũng phải có được trên 1 triệu đô la trong tài khoản hưu trí cả. Và gần đây thì có một vài bạn chia sẻ với mình đó là cuối năm nay bạn sẽ được 1 triệu đô la ở trong tài khoản đầu tư của bạn, mà bạn chỉ mới có 40 tuổi thôi, tức là bạn còn đến 25 năm nữa. Thì mình nghĩ bạn đó chắc là 10 năm nữa bạn đó sẽ nghỉ hưu với một cái số tiền chắc cũng phải gần 2-3 triệu trong tài khoản hưu trí của bạn đó. Cho nên mình rất là mừng có những người như vậy, thì mình mong là cả cộng đồng mình ai cũng đạt được cái đích đó cả. Và mình cứ kiên trì, nhẫn nại, kiên nhẫn, tự tin và trung thành với cái chiến lược này. Alright, hy vọng các bạn, nếu mà bạn nào đã xem channel của mình một thời gian rồi và muốn tham dự các khóa học này, muốn xem các cái video phân tích chuyên sâu của mình và đã có những cái lợi ích từ channel của mình, đặc biệt là lợi ích tài chính, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên kim cương với mình để có thể tham dự cái khóa học này và xem những cái video phân tích chuyên sâu của mình. Còn bạn nào mới xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút subscribe để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mình hy vọng là các bạn xem, càng xem nhiều video trên channel của mình thì các bạn sẽ rất là nâng cao kiến thức về thị trường chứng khoán Mỹ và về cái chiến lược đầu tư an toàn này. Và mình cũng làm rất là nhiều các cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo tài chính để các bạn có thể tiết kiệm tiền và để các bạn có thể đầu tư kiếm được nhiều thu nhập hơn ở Mỹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.